Sở hữu nét đẹp đằm thắm, dịu dàng, cùng phong cách ứng xử thông minh, Hương Quỳnh đã xuất sắc trở thành Miss Tài Năng năm 2010. Gặp lại Hương Quỳnh sau 6 năm, cô nàng đã có nhiều thay đổi, và điều dễ dàng nhận ra được đó là vóc dáng của Hương Quỳnh không còn được mảnh mai như trước. Điều này cũng không quá khó hiểu, bởi hiện nay Hương Quỳnh đã là mẹ của em bé kháu khỉnh đáng yêu. Chương trình Ngôi Sao Ngày Mới hôm nay mời quý vị cùng khám phá bí quyết lấy lại vóc dáng, giảm số đo của Miss Tài Năng Hương Quỳnh. Cũng giống như nhiều ngôi sao, diễn viên nổi tiếng trong showbiz, Miss Tài Năng Hương Quỳnh tin tưởng lựa chọn thẩm mỹ quốc tế Bali ở địa chỉ 601 Kim Mã, Hà Nội cho việc giảm cân và lấy lại vóc dáng của mình. Tại đây, cô đã được các chuyên viên, bác sĩ giàu kinh nghiệm tư vấn cho cô lựa chọn công nghệ E-Silice, một trong những công nghệ giảm béo hàng đầu trên thế giới. Hương Quỳnh thì mới sinh em bé được hơn 5 tháng và trong quá trình mang thai Hương Quỳnh đã tăng đến 16 cân. Chính vì vậy mà sau khi sinh, vấn đề quan trọng nhất và cũng là vấn đề mà Hương Quỳnh quan tâm nhất đó chính là giảm béo, làm thế nào để lấy lại một vóc dáng thon gọn và để làm hài lòng những vị khán giả xem truyền hình. Và Hương Quỳnh đã được rất nhiều bạn bè cũng như là chị em giới thiệu đến thẩm mỹ quốc tế Bali. Tại đây thì các chị tư vấn viên cũng đã tư vấn cho Hương Quỳnh rất nhiều những cái phương pháp giảm béo khác nhau. Tuy nhiên có một phương pháp Hương Quỳnh rất thích, đó chính là phương pháp giảm béo E-Silice. E-Silice thì cũng rất là khác so với các phương pháp khác, đó chính là việc ngoài giảm mỡ ra, chúng ta còn có thể làm săn chắc làn da và giúp cho thân hình thon gọn hơn. Khi sử dụng công nghệ E-Silice, Miss Tài Năng Hương Quỳnh được các bác sĩ, chuyên viên kiểm tra tổng thể cân nặng, chiều cao, xác định lượng mỡ thừa vùng điều trị. Đây là một bước vô cùng quan trọng và cần thiết cho một liệu trình trị liệu. Bởi khi đã xác định được chính xác các vùng có nhiều ngấn mỡ cũng như lượng mỡ dư thừa, các chuyên gia sẽ tập trung sâu ở vùng cần điều trị. Như vậy, hiệu quả điều trị sẽ cao hơn, tiến trình đào thải mỡ thừa sẽ nhanh hơn. Và không biết tiến trình giảm béo với công nghệ E-Silice tại thẩm mỹ quốc tế Bali có làm cho Hương Quỳnh hài lòng? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của cô nhé! Sau một liệu trình thì Hương Quỳnh cũng cảm thấy khá hài lòng với phương pháp này, bởi vì ngoài việc là giảm mỡ này, giảm cân này, chúng ta còn thấy là làn da chúng ta khỏe mạnh, săn chắc hơn. Nhìn bề ngoài thì mọi người nghĩ là Hương Quỳnh đã dành rất nhiều thời gian để đi tập thể dục. Tuy nhiên thì công việc bận rộn rồi chăm sóc con cái nữa, Hương Quỳnh không có thời gian để làm việc này. Và E-Silice thì đã giúp cho Hương Quỳnh thực hiện được việc có một làn da săn chắc giống như là chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao vậy. Và nếu như các bạn quan tâm đến vấn đề này, muốn giảm cân này, giảm mỡ này, rồi lại có một làn da săn chắc nữa, thì hãy đến với thẩm mỹ quốc tế Bali nhé, để biến ước mơ của chúng ta trở thành hiện thực. Còn các chuyên gia thẩm mỹ đầu ngành trên thế giới, họ sẽ nói gì về tác động loại bỏ mỡ thừa của công nghệ E-Silice? Công nghệ E-Silice được coi là bước đột phá trong ngành thẩm mỹ không phẫu thuật, kết hợp cả hai công nghệ trong cùng một hệ thống. Sóng siêu âm ultrasound và sóng tần số vô tuyến AF đơn cực đều là các nguồn năng lượng chuyên biệt trong việc tác động phá mỡ liên kết các mô mỡ thừa, tái tạo các đường nét trên cơ thể cũng như săn chắc làn da. Công nghệ E-Silice là lựa chọn lý tưởng cho tiến trình giảm béo, trẻ hóa làn da. E-Silice chỉ định điều trị giảm mỡ và săn chắc da hầu hết các vùng trên cơ thể như bụng, lưng, vai, đùi, bắp tay, mặt. Giảm béo E-Silice nhanh chóng tái tạo lại đường nét cơ thể, trở nên thon gọn, mềm mại. Công nghệ E-Silice an toàn tuyệt đối, không xâm lấn, đã được FDA Hoa Kỳ chứng nhận sẽ mang lại sự an toàn cho người sử dụng. Là một trong số ít những trung tâm thẩm mỹ luôn cập nhật và chuyển giao kịp thời những công nghệ và phương pháp làm đẹp tiên tiến và đẳng cấp nhất trên thế giới về với phụ nữ Việt, thẩm mỹ quốc tế Bali là một địa chỉ làm đẹp uy tín, được nhiều quý bà, quý cô, các doanh nhân thành đạt cũng như nhiều ngôi sao nổi tiếng tin tưởng giao phó nhan sắc. Bởi họ không chỉ yên tâm về những công nghệ, hệ thống máy móc được nhập khẩu chính hãng theo quy trình đúng chuẩn quốc tế, mà nhiều khách hàng cho biết khi đến với thẩm mỹ quốc tế Bali, họ vô cùng hài lòng về trình độ, năng lực chuyên môn và đặc biệt là sự tận tình, tận tâm của đội ngũ bác sĩ, chuyên viên nơi đây. Đó cũng chính là những nét khác biệt làm nên vị thế và uy tín của thẩm mỹ quốc tế Bali. Liên hệ thẩm mỹ quốc tế Bali, địa chỉ 601 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 01686463463, 0945368989, 0437246690, website www.thẩmmyquocteBali.com, Facebook www.facebook.com/thẩm mỹ quốc tế Bali.